Đây chính là con đường đi vào nhà của bốn em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Bà ơi, con đường á từ nhà mình cho tới trường thì có xa lắm không ạ? À? Không xa, xa cũng không xa gì không, mà cũng không gần gì không. Dạ. Nhưng qua cái con sông có cái cầu bự. Dạ. Như tôi già rồi sống có đưa rước nổi. Dạ. Không biết chạy xe luôn hả bà? Không biết chạy xe, nhờ chú Hậu đó chú đưa chú rước giùm, cũng mang ơn chú dữ lắm. Sợ mấy bé qua cầu rồi té rồi ha. Sợ. Thương quá trời thương rồi. Rồi mới thấy nó đi học, nó té lên nó xuống rồi mới đưa đi học. Rồi bây giờ càng thương nữa. Mình phải lo cho nó, khi nó không có tiền học phải cho tiền nó hoặc là mua đồ ăn cho nó. Vào mỗi sáng sớm thì anh lại đi ra đây trích khoảng 100 đến 200 ngàn đồng tiền túi của mình để đổ xăng. Hôm nào có thì trả tiền, nhiều khi thì phụ huynh cũng ủng hộ. Ngày nào không có thì anh đổ thiếu chịu. Và đến ngày thứ bảy chủ nhật hàng tuần khi mà rảnh rỗi thì anh đi làm thuê để trả dần, đúng không anh nội? Dạ. Trên một chuyến xe như thế này thì có thể chở từ 12 đến 15 bé. Cho nên để đưa gần 200 em đến trường thì chú Hội phải đảo tới đảo lui hơn một chục chuyến. Mà phải tranh thủ làm sao trước 7 giờ thì các em mới không bị trễ học. Bé nào, con của ai, nhà ở đâu, ngày học mấy tiết thì chú Hội nhớ như in để mà đưa đón các bé cho đúng giờ. Lớn ngồi ngoài ngang, nhỏ ngồi trong ngang. Đồ đạc cẩn thận, đừng gớt đồ nha con. Rồi, ngồi vịn cho chắc. Rồi, vịn nó chắc nha con. Hơn 10 năm đưa đón các bé vậy thì bây giờ có những bé chắc là đã bước vào đại học rồi ha? Dạ, có một số đứa vào đại học và cao đẳng. Dạ. Có gặp lại không ha anh? Dạ, có gặp lại mà mừng lắm, vui lắm. Rồi, mình lên đường tiếp thôi. Rồi. Rồi, các em cẩn thận nha. Ở đây thì không chỉ có học sinh mà cả phụ huynh và giáo viên đều rất là quý mến anh Hội. Nhờ có những chuyến xe của anh Hội mà tỷ lệ học sinh có hoàn cảnh khó khăn bỏ học ở trường tiểu học A Phú Hội đã giảm xuống đáng kể. Hơn 10 năm ăn cơm nhà giá tu già hàng tổng, anh không mong muốn là các em sẽ trả ơn, chỉ nghĩ một điều đơn giản, sự tử tế này đó chính là món quà vô giá mà những người dân nghèo ở vùng biên giới có thể dành cho nhau.